Thưa quý vị, trong dịp lễ ngày 2 tháng 9 năm nay, khu du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Con Plong tiếp tục là địa điểm thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan nghỉ dưỡng. Dự kiến lượng khách trong dịp lễ năm nay sẽ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong ngày 2 tháng 9, du khách đến Măng Đen khá đông. Dù thời tiết trong ngày có mưa nhẹ, nhưng khách du lịch vẫn cảm thấy rất thích thú bởi cảnh vật hoang sơ yên bình, cũng như được thưởng thức các món ăn ẩm thực đặc trưng của địa phương. Đây là lần đầu tiên em tới Măng Đen. Và khi mà tới Măng Đen thì em cũng cảm thấy không khí ở đây rất là yên bình và trong lành. Đúng chất là một vùng đất chữa lành cho những người mà cần tâm hồn bình yên, thoát khỏi những thành phố nhộn nhịp. Cảm giác đầu tiên khi mà đặt chân đến vùng đất này thì cảm thấy không gian thật là mát mẻ, trong lành. Ẩm thực ở đây thì cũng rất là ngon. Hôm qua thì đoàn em đã được ăn cơm lam và gà nướng. Và em nghĩ là em sẽ đến đây thêm một vài lần nữa và giới thiệu đến bạn bè. Khác với mọi năm, trong dịp lễ ngày 2 tháng 9 năm nay, ngoài các điểm du lịch trên địa bàn từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9, huyện Con Plong còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tại không gian văn hóa Thiên đường Tây Nguyên Măng Đen, trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của huyện, thu hút đông đảo du khách đến tìm hiểu, trải nghiệm. Đến với khu du lịch nghỉ dưỡng Măng Đen thì tôi cảm thấy rằng nơi đây là một nơi nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Đầu tiên khi đặt chân đến đây là tôi cảm nhận được một cái khí hậu rất là mát mẻ. Ở đây tôi được hòa mình với đồng bào dân tộc để tham gia các cái lễ hội truyền thống, được tham gia các cái chương trình văn nghệ. Ví dụ như là giọng hát với một cây guitar, tôi cảm nhận được cái âm hưởng của núi rừng, những cái trưng bày những cái nông sản địa phương rất là tuyệt vời. Trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 9, đã có hơn 10.000 lượt khách đăng ký lưu trú tại các cơ sở lưu trú. Lượng du khách đổ về đông đảo nhộn nhịp trong các dịp lễ Tết như thế này đã và đang cho thấy khu du lịch sinh thái Măng Đen huyện Con Plong đã và đang góp mặt ở trong bản đồ du lịch của cả nước, trở thành lựa chọn của nhiều du khách gần xa, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế du lịch của địa phương.